Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem quý cô bác, anh chị nhé. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động giúp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đón Tết 2024 ấm no, giàu sang, sung sướng, ăn Tết cực linh đình, giàu sang phú quý hơn người. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, được trời Phật bảo hộ, thần tài ban cho lộc lớn, nắm được thiên cơ, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà, đón Tết 2024, cực giàu sang, sung sướng. Tài lộc nằm ở quanh mình, tam tai sẽ hết đời mình tiến xa, mãi mãi dâng hưởng lộc nhà, chấm qua kiếp nạn phương xa dạng người, đôi đường chào đón lộc mời, tâm thân mệnh người hạ giới bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Quý Sửu sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Quý Sửu hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Quý Sửu phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng anh chị tuổi Quý Sửu đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Quý Sửu không được dễ dàng làm mấy. Quý Sửu thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Quý Sửu hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Quý Sửu những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Quý Sửu hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Quý Sửu đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Quý Sửu. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Quý Sửu nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Quý Sửu thay đổi thì thái độ của Quý Sửu cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Quý Sửu sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Quý Sửu chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Quý Sửu thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Quý Sửu có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ, không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu thường là những người có đầy đủ những phẩm chất tốt, họ được biết đến bởi tính cách cần cù, chăm chỉ, họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Những ai sinh vào năm Sửu thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được bao sóng gió cuộc đời. Nhưng có đôi khi tính cương quyết khiến họ trở nên bướng bỉnh cứng nhắc, bởi lẽ một khi đã quyết định thực hiện điều gì, họ khó có thể thay đổi mục tiêu của mình. Lời nói và việc làm của người tuổi Sửu thường đi liền nhau, đó là tính cách nổi trội của họ. Sức chịu đựng và lòng quả cảm của người tuổi Sửu thật phi thường. Họ giống như mũi tên nhọn xuyên qua bất cứ rào chắn nào mà người đời cố tình dựng lên trên con đường đi tới của họ. Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, họ là người chăm chỉ và chu đáo, khi làm việc họ rất có phương pháp và quyết đoán.
họ có tài lãnh đạo, người khác rất nể phục tính dứt khoát cũng như sức chịu đựng của họ. Họ là người biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt. Với bản tính bất khả xâm phạm, họ chọn lựa nghề nghiệp rất kỹ càng, miễn là họ được tự do làm điều họ thích. Người tuổi Quý Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền. Họ ghét những lời nói ngon ngọt nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ nỗ lực, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh, về cả thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến tuổi Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Tuổi Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Sửu kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc. Những người này bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì tuổi Sửu vẫn ung dung hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả. Họ chậm rãi chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa, tuổi Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao, họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc, bởi vậy đôi khi cuộc sống của những người này thật nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi Sửu dù không lãng mạn mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình, dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ. Nhưng thực ra tuổi Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã, khó khăn, họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc, lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tuổi Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm, nhưng tuổi Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Họ luôn chọn giải pháp an toàn,
chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang. Đối với tuổi Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người, bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng đùa cợt bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tuổi Sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai tuổi Sửu cũng coi là những người tri kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi Sửu. Chung thủy, âm thầm và ấm áp, họ luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên đàn ông tuổi Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu luật lệ của mình. Kết hôn với phụ nữ tuổi Sửu, bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian. Cô ấy là con người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình thì phụ nữ tuổi Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất, giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua thử thách. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại xúc phạm mình, tuổi Sửu sẽ ôm chặt thù hận trong lòng, đôi khi họ bảo thủ và hay chấp vặt. Tuổi Sửu cũng không đủ bao dung để dễ dàng tha thứ lỗi lầm của một ai đó. Khi gặp phải những chuyện phiền muộn đau khổ, họ có xu hướng khép mình, không tâm sự với bất kỳ ai. Người tuổi Sửu tính tình thẳng thắn, không bao giờ lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình. Họ có trách nhiệm với tập thể, làm việc cũng vì lợi ích của tập thể. Luôn khiêm tốn, nhường nhịn người khác, họ song phẳng trong vấn đề tiền nong, không nợ nần vay mượn ai quá lâu. Họ giỏi chịu đựng những áp lực trong công việc mà không hề kêu ca. Đối mặt với những kẻ chua ngoa mồm mép, tuổi Sửu giữ được thái độ bình tĩnh, hòa hợp, nhưng một khi lòng tự trọng của mình đã bị xúc phạm, tuổi Sửu sẽ nổi giận và bỏ đi. Trong gia đình, mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng tuổi Sửu luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp ngọt ngào. Có đôi lúc họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán tẻ nhạt, nhưng cũng có đôi lúc họ đem lại niềm vui tiếng cười cho căn nhà. Những chú trâu sinh ra vào ban ngày sẽ năng động, nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền, nhưng lại vất vả hơn những chú trâu được sinh vào ban đêm. Tuổi Sửu sinh vào ban đêm cả đời sống trong an nhàn, bình yên, nhưng cuộc sống không mấy dư giả, chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Trong công việc, tuổi Sửu nổi tiếng là người công tư phân minh, giải quyết mọi việc theo lý trí, không để tình cảm riêng xen vào công việc chung. Họ là những người đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nếu bạn đang cần một lời khuyên, hãy đi hỏi tuổi Sửu, anh ta sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất để tháo gỡ rắc rối của bạn. Họ rất cẩn thận trong việc giao lưu kết bạn, họ cởi mở, nhưng tuyệt đối không bừa bãi thân thiết với một ai đó. Để xây dựng một mối quan hệ gắn bó lâu dài, tuổi Sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương. Họ sẽ chỉ trở thành những người bạn thực sự của nhau khi hai bên tìm được sự thấu hiểu, tương đồng và tôn trọng lẫn nhau. Người tuổi này có đầu óc thực tế, không viển vông, họ chân thành, trung thủy và khiêm tốn. Tuy nhiên họ rất dè dặt với một vài người, thậm chí thờ ơ và xa lánh. Ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng thực tế họ rất cầu tiến và tham vọng. Họ có khả năng thuyết phục và thường thẳng thắn với những gì bất bình bất kể hậu quả ra sao. Họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán và biết nắm bắt cơ hội đang đến, nhưng họ cũng rất chân thành và tin tưởng trong cách đối xử bạn bè. Họ lại là mẫu người sống khép kín, họ không thích bộc bạch tâm sự của mình với người khác, họ thích làm theo ý mình hơn là bị bó buộc bởi áp lực nào đó. Họ điềm tĩnh và trầm lặng, nhưng nếu có ai đó làm họ giận hoặc bực mình thì họ lại rụt rè cả nể, tính khí bướng bỉnh và ương ngạnh, lắm lúc làm phiền lòng người khác, thường thì mọi điều đều suôn sẻ. Nhưng họ cũng biết chấp nhận thất bại mỗi khi vấp ngã. Họ thường hay suy tư, không có óc hài hước và chẳng mấy thiện cảm với người mánh khóe lừa lọc. Họ muốn luôn giữ vững lập trường của mình. Nam Sửu tượng trưng cho thành công sau khi trải qua bao gian khổ nỗ lực mới đạt được. Đây là những người làm việc không biết mệt. Người sinh năm đáng tin, điềm tĩnh, có nguyên tắc, quy củ, là một người làm việc cẩn thận tích cực, không biết mệt mỏi, rất nguyên tắc nhưng vẫn công bằng. Biết lắng nghe ý kiến của người khác. Nhưng nếu muốn thay đổi quan điểm của anh ta thì rất khó, vì anh ta cố chấp, đôi lúc còn thiên vị. Người tuổi Sửu cần cù nỗ lực vượt bậc mới gặt hái thành công. Mặc dù chậm chạp cứng nhắc như thế, tuổi Trâu không phải là con bò sữa ngoài đồng. Con vật khỏe mạnh này sinh ra đã là bậc lãnh đạo, đáng tin cậy và có khả năng tự nhiên làm nên việc lớn.
tuổi Châu lề mề và nguyên tắc, nhưng theo những dự toán từng bước một và không hề mất hướng, thiên hạ thấy tuổi Châu quá nghiêm khắc và khó thay đổi. Cá tính bền chặt tự nhiên làm tuổi Châu mất tình xã giao và trở thành ngượng ngập giữa đám đông. Tệ hơn nữa là tuổi này không màng tới người khác suy nghĩ ra sao, mà chỉ thích làm điều gì họ nghĩ là tốt cho họ, nghĩa là tuổi Châu không quan tâm đến chuyện bị xô đẩy lắm, bởi vì họ nghĩ là họ là người tốt trong thiên hạ. Lý thuyết này cũng đúng, bởi lẽ tuổi Châu thông minh, đáng tin cậy, biết quan tâm đến người khác và rất trung thực. Nếu bạn cần lời khuyên chân thật như nhất và không thiên vị thì cứ hỏi người tuổi Châu. Cái khó nhất cho tuổi Châu là làm sao khắc phục mình khỏi phải tật thành kiến đã khiến họ khó làm thân với người khác. Nếu tuổi này biết đánh giá những phẩm chất tốt của riêng mình, họ sẽ mở rộng tấm lòng ra để đón người khác vào. Người tuổi Sửu rất bảo thủ, khó chấp nhận ý kiến của người khác, song khi lâm cuộc lại rất hiên ngang, dũng cảm, bình tĩnh xử lý vấn đề, đưa sự hỗn độn trở về trật tự. Họ là những người trong kinh doanh dựa vào logic, dựa vào trí tuệ, làm việc gì thì làm đến cùng. Chính vì vậy khi giải quyết công việc chủ yếu dựa vào lý, ít khi tựa vào tình, do vậy có chút cực đoan, nhưng thẳng thắn, liêm khiết. Do người tuổi Sửu chắc chắn đáng tin cậy, có ý chí vượt qua mọi gian khó mà thành đạt, nguyên tắc tự tin và điềm tĩnh, thích ẩn mình nên sẽ được lãnh đạo và người có uy quyền tín nhiệm, chỗ nào cần trách nhiệm ở đó có anh ta, nhưng nên chú ý thận trọng, bằng không thắng lợi khiến cho u mê. Người cầm tinh con Trâu đi theo con đường chính tắc, có trình tự, không thích đi đường tắt, trong làm ăn rất rõ ràng, dứt khoát, họ thích sự tôn nghiêm và đức hạnh, khuôn mẫu, tôn trọng những điều đã giao ước ký kết. Họ là nhóm người rất tự trọng và bản thân luôn tự lực cánh sinh, không muốn làm phiền người khác. Đã nói là làm, họ không ưa nợ nần, trong kinh doanh khi buộc phải nợ hoặc cho đối tác vay chậm trả, họ luôn luôn nhớ chính xác con số và thời hạn thanh toán, đồng thời yêu cầu người khác cũng là như vậy. Nếu là chủ doanh nghiệp, họ quản lý và điều hành theo mệnh lệnh, đối với nhân viên họ có yêu cầu rất cao và không thiên vị bất cứ ai. Họ là những người thẳng thắn, công bằng, trong mọi việc cũng như trong kinh doanh, không bao giờ dùng thủ đoạn để đạt mục đích, trong quản lý gia trưởng và võ đoán, nhà doanh nghiệp tuổi Sửu luôn lấy chữ tín hàng đầu, hay giúp đỡ các bạn hàng, không ưa những cuộc chiêu đãi lớn, những nơi đình đám. Tổng quan tử vi năm 2024 âm lịch của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Dựa trên thuyết ngũ hành, năm 2024 là năm Giáp Thìn mệnh Hỏa, bản mệnh Quý Sửu mệnh Mộc, mệnh của năm tương sinh với mệnh của tuổi Mộc sinh Hỏa, rất tốt, can Quý bình hòa với can Giáp, chi Sửu tương xung với chi Thìn. Trong năm 2024, nam nữ mạng Quý Sửu sẽ có may mắn và thử thách song hành, bởi vậy trong giai đoạn này nên cân nhắc kỹ nếu muốn bắt đầu một lĩnh vực mới, cẩn trọng về giấy tờ và pháp lý, giao dịch có hóa đơn để tránh nhầm lẫn. Vận trình tử vi tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn có nhiều thay đổi, đặc biệt là các vấn đề về tài chính. Nếu biết cách quản lý tiền bạc thông minh thì bản mệnh sẽ đạt được an toàn tài chính và có cuộc sống chủ động, thảnh thơi an lạc. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Quý Sửu có sao Kế Đô chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Kế Đô là hung tinh, chủ về những thị phi, buồn rầu. Sao Kế Đô sẽ gây khó khăn đối với nữ mạng nhiều hơn, còn nam giới ít bị ảnh hưởng. Chỉ cần bản mệnh biết kiểm soát bản thân chặt chẽ, không tham lam vật chất, không làm chuyện sai trái, không phát ngôn bừa bãi thì sẽ tránh được điều thị phi. Đối với nữ mạng, năm 2024 nữ mạng tuổi Quý Sửu có sao Thái Dương chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thái Dương là một trong ba sao tốt, chủ về an khang, thịnh vượng, phúc lộc vẹn toàn. Bản mệnh được sao này chiếu sẽ gặp nhiều may mắn, cát lợi và vượng khí. Sao này sẽ tạo thuận lợi cho những người tuổi Quý Sửu làm ăn buôn bán, giúp kinh doanh phát đạt và tạo dựng được danh tiếng tốt. Nếu biết chia sẻ, bao dung trong gia đình thì nữ mệnh sẽ được chồng con lo toan, hỗ trợ cho mọi việc, dễ có sức khỏe dồi dào. Cổ nhân xưa có câu, đất lành át dành cho người lương thiện. Vì vậy để được sao Thái Dương soi sáng, bản mệnh cần làm ăn ngay chính, lương thiện, không làm việc xấu, làm việc thiện từ tâm, yêu thương giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi, nề hà thì cuộc sống sẽ có nhiều may mắn và đạt được thành công. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn địa võng, vận hạn này chủ về thị phi, tai tiếng, mâu thuẫn trong quan hệ. Vì thế mệnh chủ nên tập trung năng lượng vào công việc và gia đình, không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Gặp vận hạn này thì nam mạng tuổi Sửu 1973 nên tránh xa lối sống nhàn rỗi phóng túng. Chỉ có nỗ lực làm việc mới tạo ra của cải vật chất, cải thiện được cuộc sống, mang may mắn đến cho mình và người bên cạnh. Với nữ mạng tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn địa võng, là vận hạn chủ về thị phi, tai tiếng, mâu thuẫn quan hệ.
Vì vậy, để không vướng vào tranh chấp, thị phi, thì mệnh chủ hãy tránh xa những cảm xúc tiêu cực, học cách cảm thông, vị tha và yêu thương nhiều hơn. Chỉ cần sống ngay thẳng, không hơn thua với người khác, không ghen ghét đố kỵ ai, thì mọi điều tiêu cực đều sẽ được hóa giải. Duy trì nguồn năng lượng tích cực nhất, nữ quý sửu sẽ hấp dẫn những điều tốt đẹp đến với mình. 3. Vận niên. Vận niên của nam và nữ mạng quý sửu trong năm 2024 là khuyển cuồng phong, nghĩa là chó gặp gió dữ. Năm có vận niên này thì sức khỏe và tài lộc cần chú ý cẩn thận hơn. Gặp vận niên này, quý sửu nên hạn chế nóng giận, làm gì cũng phải cẩn trọng, không nên vội vàng, hấp tấp. Khi xuất hành đường xa cũng cần chú ý đến sự an toàn của bản thân, không sử dụng chất kích thích, rượu bia. Tổng quan tử vi tuổi quý sửu 1973 Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, đúng Tết 2024 âm lịch nguyệt mệnh quan đới cho thấy, sự độc lập nhất định mà quý sửu tự xây dựng cho mình lúc này bắt đầu mang lại hiệu quả, nhất là những ai đang làm lĩnh vực liên quan đến sáng tạo. Thời gian này những ai đang tìm việc muốn tìm những công việc có mức độ tự do cao. Tuy nhiên, trong một số tình huống bạn cần thích nghi hơn là cố tỏ ra mình luôn có thể thay đổi tình hình. Chính tài ghé thăm mang lại tin vui liên quan tới tài chính mà bạn mong đợi bao lâu nay, thu nhập đang có dấu hiệu đi lên, bạn có thể thu được một khoản tiền lời đáng kể từ việc đầu tư. Thái dương cát tinh phù trợ cho nhân duyên của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi, người đang yêu sẽ rất sẵn lòng gắn bó và dựa dẫm vào người kia nhiều hơn. Không còn ham chơi nữa, bạn cố gắng là làm điều gì đó để gây bất ngờ cho người thương trong thời gian tới, nhờ thế mà làm mới tình cảm bấy lâu. Tuy nhiên một số người cũng đừng hết lòng quá kẻo bạn dễ bị rơi vào tình trạng u mê, vướng mắc, tình cảm không đạt được mong muốn. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi quý sửu 1973, Tết 2024 âm lịch. Tháng mới sẽ mang đến cho con giáp tuổi quý sửu động lực để hệ thống hóa lại quy trình làm việc của mình. Hãy cố gắng để bản thân có thể làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn. Bạn đã và đang trên đà phát triển của chính mình. Tuy nhiên, để có thể tạo được những bứt phá lớn trong sự nghiệp, thì đây là thời điểm bạn nên loại bỏ bớt những thói quen tiêu cực cũng như những niềm tin đang khiến bạn tự giới hạn bản thân. Tháng đầu năm mới cũng là lúc bạn có thể kết nối, mở rộng mối quan hệ với những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp tuổi sửu cũng nên biết lường sức. Giỏi không có nghĩa là làm tất cả. Nếu khối lượng công việc đang vượt ngoài khả năng, thì bạn hãy cân nhắc đến việc tìm sự trợ giúp từ bên ngoài nhé. Xét về phương diện tài lộc, tuổi quý sửu 1973 Tết 2024 âm lịch. Tử vi tuổi quý sửu 1973, đúng Tết 2024 âm chỉ ra rằng, ngũ hoàng nhập phương chính Bắc, mệnh chủ có điểm báo đi xa, chủ yếu là vì công việc. Song lần này bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả ngoài mong đợi, vì thế hãy luôn giữ tâm thế chủ động cho mọi việc. Người làm công ăn lương hãy cứ chăm chỉ, nỗ lực, vừa là để học hỏi, vừa gia tăng thêm thu nhập ngoài lương cứng cho bạn. Nhìn chung cuộc sống của bạn lúc này đã thoải mái hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu, mua sắm như trước nữa. Có thể là nhiều người tuổi quý sửu nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh, hoặc có quà từ người thân đi xa trở về. Nhìn chung lúc này là thời điểm khá rực rỡ về khía cạnh tài chính của bản mệnh. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi quý sửu 1973 Tết 2024 âm lịch. Ở độ tuổi 52, anh chị tuổi quý sửu hiểu rằng, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, có sức khỏe tốt thì cuộc sống mới được an lạc, hạnh phúc. Bởi vậy mệnh chủ nên đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe của mình bằng cách sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, hãy chú ý tới việc nâng cao chất lượng giấc ngủ, giữ tinh thần lạc quan, thay đổi thói quen ăn uống, tiếp nhận thực phẩm giàu dinh dưỡng, lành mạnh vào cơ thể, đồng thời chủ động khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh bệnh và xử lý kịp thời. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an may mắn. 1. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy. Sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế, do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ti. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế, tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh. Thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến, việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. 2. Cách hóa giải hạn địa võng năm 2024.
Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền, hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Vâng, thưa quý anh chị, tục chọn người hợp tuổi xông nhà đầu năm là một nghi lễ truyền thống lâu đời của người Việt, còn giữ vẹn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Việc lựa chọn người hợp tuổi đến xông nhà đầu năm sẽ đem đến cho gia chủ nhiều tiền tài, thịnh vượng suốt một năm đó. Gia chủ tuổi Sửu 1973, muốn cầu năm mới may mắn, nhiều tài lộc thì nên chọn các con giáp hợp tuổi đến xông nhà gồm tuổi Tỵ Dậu, theo tam hợp Tỵ Dậu Sửu, hoặc tuổi Tý, theo nhị hợp Tý Sửu. Ngoài ra những người mệnh thủy tới xông nhà cũng rất tốt cho gia chủ 1973. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp xông nhà cho gia chủ Quý Sửu 1973 trong năm Giáp Thìn: Bính Tý 1996, Nhâm Tý 1972, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001, Tân Dậu 1981, Ất Dậu 2005. Các yếu tố cần thiết khi chọn tuổi xông nhà đầu năm là người có tuổi hợp với tuổi của gia chủ, có lối sống tử tế, đức độ, được nhiều người yêu quý là tốt nhất, nam hay nữ đều được. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành mùng 1 Tết, bản mệnh muốn đón tài thần thì đi về hướng Đông Nam, đón hỷ thần thì đi về hướng Đông Bắc. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Quý vị thân mến, sống quá tham lam thì mọi chuyện đều mệt mỏi, đòi hỏi quá nhiều thì cuộc sống trở nên khổ cực hơn, tâm lý đó sẽ khiến cho nhiều chuyện trong cuộc sống không thuận lợi. Con đường đi về phía trước ngày càng nhỏ hẹp, giữa vòng xoáy vật chất, mọi người dần quên mất rằng hạnh phúc thực sự chưa bao giờ phụ thuộc vào việc bạn giàu có ra sao. Hạnh phúc luôn nằm ở sự bình yên và giàu có từ trong tâm hồn, do đó, cần phải học được cách buông bỏ dần những điều không quan trọng. Đặc biệt, khi đến gần tuổi trung niên, chúng ta có 3 việc nhất định phải từ bỏ càng sớm càng tốt để cuộc sống yên ổn hơn. 1. Cố chấp theo đuổi danh lợi. Thời tuổi trẻ, có ai mà không phấn đấu vì danh lợi, nhưng nếu đó là thứ mà thuộc về ta thì không ai có thể cướp nó đi được. Còn nếu nó vốn không thuộc về ta, thì có cố để giành lấy cũng không thể giữ được. Công danh lợi lộc hay vinh hoa phú quý đều là vật ngoài thân, không thể mang theo đến cuối đời. Vì thế chúng ta không cần phải vì tranh giành cao thấp thắng thua mà liều mình đi tranh quyền đoạt lợi. Thay vì dùng cả cuộc đời để theo đuổi những điều phù phiếm, chi bằng hãy trân trọng những gì ta đang có, dù sao cuộc sống càng đơn giản, mới càng vui vẻ hạnh phúc, đôi khi ít ham muốn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn, học cách biết đủ, biết thỏa mãn với hiện tại sẽ đem tới phúc khí. Nếu có thể tự mình bình tâm, để tâm hồn được an yên, thì danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa. Con người có thể sống những ngày thiết thực mới là quan trọng nhất. Cuộc đời vốn đầy rẫy những cạm bẫy, mà tham lam lại là một cái bẫy chết người nếu con người không thể sống an yên. Trong tâm lúc nào cũng có quá nhiều ham muốn, thì họ sẽ luôn bị giày vò để đi tìm cách đạt được những điều đó. Quá trình đó sẽ khiến chúng ta sống trong sự đau khổ không hồi kết, rất có thể phải đánh đổi cả tự do và mạng sống. Bi kịch lớn nhất của đời người nằm ở chỗ dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đuổi theo những ham muốn vô hạn, đợi đến khi chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá, sau đó mới nhận ra, bản thân vẫn không thể có được niềm vui thực sự, đừng nên vì quá nhiều ham muốn, quá tham lam mà khiến bản thân bị lạc đường. 2. Tâm lý so sánh. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, không phải tự nhiên mà người ta thường nói, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Có những người luôn dõi theo người khác, ngưỡng mộ những gì người khác đang có, rồi tự ti về bản thân, điều đó khiến mọi người bỏ qua giá trị của chính mình. Âm thầm nuôi dưỡng lòng đố kỵ với những thứ xung quanh, tâm lý méo mó dần dần sẽ tiêu cực hóa mọi suy nghĩ và hành động của người đó, khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng ngập trong sự bi quan. Thực tế, mỗi người đều có cách sống và giá trị của riêng mình,
chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể so sánh hết mọi thứ, do đó không nhất thiết phải đem bản thân ra so sánh hơn thua với kẻ khác, rồi lại đố kỵ với những gì người khác có, càng không nên quá cưỡng cầu với những gì bản thân thiếu sót, giảm bớt so sánh, nỗ lực cố gắng nhiều hơn, cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống bạn chỉ cần là chính mình là được, hạnh phúc của người khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta, khi còn trẻ ít người có thể nhận thức được điều này. Nhưng nếu con người đến gần tuổi trung niên, họ phải từ bỏ thói quen so sánh càng sớm càng tốt, cũng đừng nên động một chút là so sánh điều kiện vật chất, so sánh thành tích học tập của con cái với người khác, so sánh hôn nhân của mình với người ta, từ bỏ tâm lý ganh đua, sẽ giúp chúng ta có thể khiêm tốn làm người, làm những việc thiết thực khiến cho bản thân. Như vậy, tuổi trung niên mới trôi qua trong sự tốt đẹp, mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống từng ngày, như vậy mới là hạnh phúc thực sự. 3. Không nói những điều không nên nói. Càng tới gần tuổi trung niên, mọi người càng nên duy trì kỷ luật, bắt đầu từ việc quản lý mồm miệng. Đó không chỉ là quản lý những gì ăn vào, mà còn cả những điều nói ra, vì chúng ta chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời học cách im lặng, cho nên hãy để giá trị của mỗi lời nói ra càng trở nên quý giá hơn. Muốn như vậy, đầu tiên đừng nói xấu người khác. Một bài học làm người cần ghi nhớ đó là học tôn trọng người khác, biết rõ người khác nhưng không cần nói hết tật xấu của họ, không chê bai họ, vì khi càng trưởng thành, càng nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động để tránh rước phiền phức về cho bản thân. Thay vì khắt khe với người khác, chúng ta chỉ nên khắt khe với bản thân mình. Đồng thời, đừng nói lời phàn nàn, đây là việc làm hoàn toàn vô ích, vì phàn nàn cả năm không bằng làm việc chăm chỉ trong một ngày. Thay vào đó, hãy chủ động tìm cách thay đổi tất cả những gì không hài lòng. Nếu làm được những điều trên, con đường đến tuổi trung niên của mọi người sẽ thêm thuận lợi và thênh thang, ngày càng tích được nhiều phúc đức trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.